Chị em mình thấy cái mẫu mà mình đang mặc, cái set mình đang mặc có cái gì khác biệt hơn, có gì đặc biệt hơn, cho mình một cái cảm nhận xem là nó khác gì. Bởi vì nó cùng một cái mẫu như lúc trước mình mặc, một là họa tiết, đúng không ạ? Hai là kẻ. Một cái họa tiết thì là chất liệu lụa bóng trơn, không có độ thấm hút nhưng cực kỳ nhẹ nhàng, bay bổng và thoáng mát. Một cái thứ hai là chất liệu kẻ 4 chiều, có độ thấm hút mồ hôi. Cho mình một cái cảm giác gì cá tính này, vừa cá tính vừa hiện đại, vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng. Còn đây là chất liệu lụa nhá, chất liệu lụa 2 chiều nhưng có độ thấm hút mồ hôi, nhưng cho mình một cái cảm giác gì ngọt ngào, quyến rũ, sang trọng. Và khi mình mặc ấy, đây là cách mình đang mặc, hai cái trước mình mặc buông ra bên ngoài, nhưng cách này thì mình sẽ mặc cho vào trong, thì mình cảm giác cái lưng của mình cực kỳ ngắn lại. Đối với những người có chiều cao khiêm tốn thì mặc như mình này rất là hợp lý luôn nhá, vừa trẻ trung này, vừa lịch sự sang trọng và lại tôn form dáng. Kết hợp với cái váy xòe chữ A dáng ngắn như thế này, có quần đùi bên trong nên chị em mình mặc hoàn toàn yên tâm, thì lộ toàn bộ cái phần chân, nhìn nó thon gọn nhẹ nhàng như thế này. Những người có cái phần chân ngắn, lưng ngắn hoặc chân dài với chiều cao không cao lắm thì như mình với 1m52 mình đang mặc như này, mình cảm thấy rất là hợp lý, vừa trẻ trung vừa quyến rũ. Mình có thể đi làm đối với những môi trường công sở không quá khắt khe, còn mình có thể đi chơi với bạn bè, đi tiệc tùng với cái chất liệu này cực kỳ tuyệt vời. Ở chỗ đó là cái chất liệu lụa cực kỳ thấm hút mồ hôi, không quá mỏng, đến môi trường công sở cũng không sợ lộ và không bị nóng bởi vì cái sự thấm hút của nó và cái kiểu dáng cực kỳ đặc biệt này. Kết hợp với một cái túi đỏ đen cùng với cái tông màu của đôi giày, nó cực kỳ hợp với màu áo mình đang mặc trên người, cho nên cái set này được mình cảm nhận là nó vừa ngọt ngào, nó vừa hiện đại, nó vừa sang trọng, nó vừa quyến rũ, cực kỳ là xinh. Nếu như mà mình đi đám cưới cũng mình cũng sẽ thể lựa chọn cái trang phục này được. Mình đi sinh nhật tiệc tùng với bạn bè mình có thể chọn trang phục này được. Mình đến môi trường công sở mà không đòi hỏi cái sự quá khắt khe mình vẫn chọn trang phục này được. Bởi vì cái váy này của mình ấy, nó là váy xòe có quần đùi bên trong, cho nên chị em mình mặc hoàn toàn tự tin, yên tâm và thoải mái, đặc biệt là đi xe máy. Với bất kể cái loại xe nào thì cái quần này cũng cực kỳ dễ dàng. Đúng rồi, rất là tôn form, đẩy hông. Những chị em nào có cái vòng ba nhỏ mình không tự tin thì cái dáng này là dáng cực kỳ đẩy hông luôn, nó rất là hách eo và đẩy hông nhé, ngọt ngào và quyến rũ. Mình dành cho cái áo này và cái set này, trẻ trung, ngọt ngào và quyến rũ. Rất mềm mại, rất sang trọng, rất là quyến rũ, đúng không ạ? Mà hoàn toàn tự tin. Đối với cái chân váy này thì chị em mặc đến bất kỳ một cái nơi nào cũng rất là đẹp. Với cái dáng chân váy chất liệu là đũi nhá. Chất liệu đũi cực kỳ thấm hút mồ hôi, thoáng mát và mềm mại. Đặc biệt không nhầu, hai cái chất liệu này đi với nhau cực kỳ đẹp bởi vì nó tăng lên cái giá trị của sản phẩm bằng cái sự mềm mại, nữ tính, quyến rũ và sang trọng. Rất là yêu. Và cái dáng đuôi cá như thế này ấy, chị em mình đi xe máy vô tư nhá, cực kỳ thoải mái luôn này. Mình đứng nghiêng này, không thấy lộ bụng, đúng không ạ? Cái phần bên dưới này mình thiết kế khá là lỏng, đằng sau cũng rất là tôn form này, rất là cong mông, đúng không ạ? Bởi vì khi mình thiết kế cái phần này mình sẽ hơi thắt nhẹ để đưa được cái quả mông mình, cảm giác nó lộ hơn. Đấy, cái dáng này xinh quá đi. Áo cánh rơi không phải không mặc, không hợp với đuôi cá nhé, cực kỳ hợp khi đúng chất liệu, đúng kiểu dáng. Rất là quyến rũ, rất là sang trọng, năng động, thoải mái, tự tin đến bất kỳ nơi nào. Đấy, với cái chân dáng dài như thế này ấy, chân dáng dài như này thì chị em mình không thích sơ vin thì có thể buông được ra. Thì nhìn tỷ lệ khá là cân bằng nhé. Đấy,
khi mình bỏ ra bên ngoài ấy, thì từ đang là cái sự hiện đại nó chuyển sang một chút cổ điển, đúng không ạ? Đây. Cái dáng đuôi cá này là nó mang thêm một cái phong cách cổ điển, cho nên là chị em mình mặc như thế này cũng rất là ok. Thì cái tỷ lệ giữa áo với và chân váy nó rất là cân bằng. Chân váy dáng dài nó rất là nhiều kiểu dáng khác nhau nhé. Có chân váy dập ly này, ví dụ chị em mình mặc với cái chân váy dập ly như này này, màu đen cũng được này. Đó, với dáng này cũng được này. Dáng dài nữa, cái này là váy mini ấy, còn vượt qua cả bắp chân luôn. Nếu chị em nào mà có cái bắp chân hơi to hoặc là nhỏ, to hoặc nhỏ quá, mình muốn che bớt khuyết điểm đi thì mình có thể kết hợp với những cái chân váy dáng mềm như thế này. Dập ly, chất liệu mềm và dài. Bởi vì khi mặc dài mà chất liệu nó quá cứng ấy, thì chị em mình cảm giác nó bị cứng cáp ấy. Cho nên là chị em mình hãy lựa chọn những cái chất, nhất là mùa hè nữa thì những chất liệu dập ly mềm mại như thế này, nó vừa tăng cái độ nữ tính lên và vừa che được khuyết điểm. Mình cảm giác nó đỡ bị béo, nó đỡ bị đồ sộ đối với mấy cái chân dài. Còn chị em có chiều cao thì lựa chọn vô cùng dễ. Còn nếu chị em mình thấp như mình đang mặc ấy, thì với cái chiều cao 1m52 thôi thì những cái chân này là rất ưu tú khi mình lựa chọn. Mình muốn nhắc lại cho mọi người về cái sự cái chất liệu của cái set này nhá. Nó cực kỳ tuyệt vời ở chỗ đó là chất liệu vừa mềm mại vừa thoáng mát, lại thấm hút mồ hôi và đặc biệt không nhầu cả chân váy và áo nữa. Cho nên ai có nhu cầu nhìn yêu thích cái set này thì cứ liên hệ với mình qua số Zalo 0984004193. Nhớ là đối với những mẫu mình đã đăng, đã cái thiết kế thì chị em mình đặt chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày thôi. Còn nếu như mà cái nào mà chất liệu nó không có sẵn thì nghiễm nhiên đặt theo yêu cầu nó sẽ khá là lâu. Thì lúc đấy mình sẽ báo thời gian cụ thể cho chị em. Nếu như thực sự mọi người vẫn có nhu cầu đặt thì chắc chắn sẽ phải chờ đợi hơi lâu một chút. Còn những cái đồ mà mình đã có sẵn, mình giới thiệu lên trên này thì chị em mình đã đặt chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày là mình đã có những sản phẩm tương tự như thế này để chị em mình mặc để đi chơi, đi làm rồi. Cái này đẹp thế nhỉ? Cái màu này nó cũng ngọt nữa. Ngọt ngào, quyến rũ và sang trọng này. Lụa trơn luôn luôn cho mình cái cảm giác cực kỳ sang. Cho nên là chị em mình mặc ấy sẽ rất là thích. Lại còn thấm hút mồ hôi nữa chứ. Thích nhất là chị em mình bây giờ thời gian bận bịu làm quá nhiều việc để chăm sóc bản thân, chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình và lại còn chưa nói đến công việc xã hội nữa, cho nên cái thời gian để là lượt để chăm chút cho sản phẩm, những cái sản phẩm nó không nhầu là cái lựa chọn hàng đầu cho chị em. Chị em rất thích những cái sản phẩm có chất liệu không nhầu và vẫn mát, thấm hút mồ hôi thì nó quá tuyệt vời rồi. Cho nên là cái này chắc chắn là sẽ rất 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 nhiều người ưa thích. Mà từ đầu mùa hè đến bây giờ những chất liệu này mình sử dụng cực kỳ nhiều và đại đa số là chị em mình thích. Bởi vì may được cả áo cả váy nó mát lắm, khi mình cắt cho ai thì ai cũng thích luôn.